Kính thưa quý vị, đây Phúc. Chúng ta đã chờ đợi khá lâu. Anh chị em chúng ta cũng đã ăn no chưa? Bây giờ chuẩn bị thưởng thức hai giọng ca và chung kết. Xin kính mời chị Hồng Vân và bé Thiên Hân. Xin mời bé thí sinh số 19 là chị Hồng Vân ở sân khấu. Và đặc biệt chúng tôi xin mời anh chị gái sẽ lên làm background cho chương trình. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ khách chương trình đặc biệt, đó là những anh lính sẽ đứng sau lưng căng, lỡ may những ca sĩ đã bị mất tích hay là bị dịch bệnh có công bố đó thì đứng được không? Những anh em này sẽ phải về. Chuẩn bị chưa đây? Rồi, hiện nay chúng tôi có hai thí sinh cuối cùng, tuổi tác khác nhau, tài gần ngang nhau. Bây giờ không biết ai sẽ là hát trước, ai sẽ hát sau. Bây giờ mấy cái đồng tiền đây, không trả lời nhà đó. Khả thi, đầu hay đua hay là hết thành thơ. Bây giờ, không mà luôn được. Trẻ nhường kính trên, nhường dưới. Xin mời chị Hồng Vân thi trước. Thật là một sự bất ngờ, tại vì Hồng Vân chỉ có sự soạn có một bài, đâu có ngờ là được vô vòng 2. Thành ra là không có sự soạn, nhưng mà chưa có lấy tâm với lại nhạc sĩ. Thành ra là kêu bằng hát hay không bằng ai hát. Tức là cái tinh thần mình muốn hưởng ứng trong ngày hôm nay, cái kỷ niệm 50 năm người Mỹ tham chiến cuộc chiến Việt Nam, phải không ạ? Thành ra là rất là hân hạnh có sự có mặt ngày hôm nay, bởi vì là một cái buổi tổ chức thật là ý nghĩa. Và chị Natalie, chị Nina Nhung đã không có quản ngại cùng với ông xã ông Colonel đã từ Hawaii đến đây, cho nên là chúng ta thích hết là một tràng pháo tay thật lớn để cho cái ban tổ chức. Và bây giờ thì xin góp vui bài Mùa Đông Của Anh của tác giả Trần Thiện Thanh. Trần Thiện Thanh lúc trước cũng là một nhạc sĩ nhưng mà cũng là một trung sĩ tâm lý chính. Thành ra đây là cũng là một bài của một quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhà ơn. Xin cho Bi là sư Rung Ba. Vâng, dạ thưa số 12. Thank you.
Thank you.
Xin đến cái bàn bên tay phải chúng tôi để ghi danh. Chúng ta sẽ cái đội lễ chúng ta cùng hát. À, anh Tổ. Ca sĩ cho bao nguyên đêm được rồi đó. Ca sĩ cho bao nguyên đêm được rồi. Ông Cao, ông Cao. Hồi nãy. À, đúng liên nha, với sĩ Cao. Đúng không Cao? Ông Cao kêu đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? 29, 55, còn phía bên tay phải. Không, 55. 55, bên tay phải bao nhiêu anh ạ? 55 là bên phía tay phải, bên kia là vào bao nhiêu tôn? 59. Bên của tôi bao nhiêu? 85 thì nghĩ nhiều hơn đấy chứ hả? Đó là 10 người mà mình có 13 người mà 3 bạn mà.
Bên mình là 55. Ok, con số chúng tôi là 85. À, là Mỹ là nhiều hơn nữa. Bây giờ vậy. À, 7-10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 85, 86, đại khái. Ok, mình cho số là 85. Ok, quý vị nào đồng ý cho bé Thủy Ân xin giơ tay lên và giữ nguyên để chúng tôi đến. Giữ nguyên nha, chúng tôi phải đến đó. Ok nha. Thí sinh thiết hiểu không? Hiểu không? Bé, hiểu không? Không nha, hai tay là chúng tôi rồi. Một tay thôi. Một tay. 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 Tập cũng đại hiệp cũng được. Để là một tay. Xin cho con số. Chúng tôi một số. Trên rồi. Trên rồi. Bé thắng. Yeah. 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 Ok quý vị, chúng tôi đã có con số chính thức, đó là bé Thùy Lâm sẽ đoạt giải ca sĩ yêu nhất. Quay chưa xong, chưa xong. Bởi vì cái trophy rất đặc biệt để design và vẽ kiểu cho cái giải nhất này sẽ được trao tặng tại Honolulu. Chúng tôi sẽ mang các ca sĩ và một người đi theo ca sĩ để qua bên đó tham dự chương trình 50 năm chiến tranh Việt Nam và sẽ được trao tặng cái trophy đó tại Honolulu. Bây giờ chúng tôi xin mời chị Kim Lương phát giải nhì là 200 đồng gifts. Thế thì đúng chị. Dạ, xin mời chị Kim Lương. Đúng ha. Xin chị to tặng cho chị Hồng Vân ạ. Bởi vì cuộc thi rất là bất ngờ, the last minute, chúng tôi không thể nào chuẩn bị được in hoặc là trao một giải thưởng cho người thứ nhiều nhất. Cho nên chúng tôi hy vọng rằng người đọc giải ca sĩ hôm nay sẽ về tay trống, chỉ có một cái khung bằng khen mà không có tên trong đó và sẽ không có trophy, bởi vì chúng tôi sẽ làm không kịp. Xin anh thông cảm. Là may mắn chúng tôi có được 10 giọng ca vô chung kết, có thể hơn 10 giọng ca. Và xin quý vị cho một tràng pháo tay cho tất cả 10 giọng ca đã tham gia ngày hôm nay. Một lần nữa. Mẹ này quen lớn á. Một món quà rất bất ngờ, bởi vì có một vị khách ở dưới cảm giác thấy em bị thiếu gì trên tay, cái tay thì hơi nhỏ, cho nên cái món quà sẽ được do Trứ Chury trao tặng tiền mặt 100 đô cho em. Và bây giờ xin mời chị Lê Lan Nhung Nguyễn và anh Lý Hồng Tôn đại diện cho người được hùng mạnh trao bằng khen tạm thời cho bé Thùy Ân. Chúng tôi sẽ lấy tin tức của bé và sẽ mua vé máy bay cho bé là một người nhà để đến hầu hòa hô đưa đưa trong một lần nhất. Xin mời chị Nhi Lê Nhân Nguyễn ta tặng bằng em chứng nhận giải nhất của bé. Và xin tất cả những ảnh gia có cơ hội
xin chụp tế với những anh lính chiến Việt Nam cùng họ. Chúng ta chưa chết, như vậy chúng ta sẽ về. Con cái đã đại đàn rồi, đã đến lúc chúng ta lên đường. Và hy vọng chúng ta sẽ mang tinh thần của người Việt Nam cùng họ đi khắp nơi, nhất là đến con cháu chúng ta. Mỗi ngày chúng ta ăn cơm, ăn trưa, bất lúc nào chúng ta phải nói đến tinh thần này. Bởi vì nếu chúng ta không nói, chúng ta sẽ quên. Đó là điều đương nhiên. Cho nên nhiệm vụ của tất cả chúng ta là phải làm việc, là phải nói cho con cháu chúng ta biết tại sao chúng ta tiếp tục chiến đấu, chúng ta chưa hề khuất phục. Dạ xin mấy có vài lời ạ. Dạ xin hát bài về cho anh quê hương ngã mũi. Xin mấy có một bác sĩ.